Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2022, tôi là Phương Anh. Và tôi là Mỹ Linh. Ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Cần đảm bảo an toàn phòng dịch khi mở cửa các rạp chiếu phim. Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đầu năm 2022 tăng mạnh. Trên dân gian Đông Hồ, giải pháp nào để gìn giữ dòng tranh quý trước nguy cơ mai một? Một phần câu trả lời sẽ có trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng hôm nay. Vaccine dạng xịt mũi có thể tạo ra những thay đổi lớn trong phòng ngừa COVID-19. Liên Hợp Quốc cho rằng khu vực sừng châu Phi đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Xem xét giải quyết các đề xuất kiến nghị của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải hoặc đề xuất với Chính phủ có giải pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ dự án. Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng với công suất thiết kế trên 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Riêng giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ đô la Mỹ. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết các tàu của Metro số 1 dự kiến chạy thử từ giữa năm nay theo từng đoạn. Sau đó trên toàn tuyến dài gần 20 km từ depot Long Bình đến ga Bến Thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Giai đoạn đầu các tàu chạy thử nghiệm đoạn depot Long Bình đến ga Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Sau đó tàu vận hành thử từ Bình Thái đến ga Văn Thánh, quận Bình Thạnh vào khoảng tháng 8, trước khi trên toàn tuyến ở thời điểm cuối năm. Kế hoạch này lùi lại so với dự tính triển khai năm 2021 do dịch COVID-19 kéo dài. Metro số 1 hiện đã được nhập về 11 trong tổng 17 toa tàu đặt ở depot Long Bình chờ chạy thử. Việc vận hành thử trong thời gian đầu do nhà tàu Hitachi Nhật Bản phụ trách, phối hợp nhân sự đào tạo trong nước như lái tàu, bộ phận vận hành bảo dưỡng. Thời gian chạy thử hệ thống tín hiệu cấp điện điều khiển tàu tự động theo dõi từ xa cũng được kiểm tra. Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư trên 43.700 tỷ đồng. Dự án hiện đạt gần 89%, đang được lên kế hoạch hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2023. Tổng cục thuế cho biết đã có công điện đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, một số doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn VAT áp dụng mức thuế suất VAT 8% theo quy định. Tổng cục thuế đã yêu cầu các cục trưởng cục thuế địa phương chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ kiểm tra, giám sát việc giảm thuế, đặc biệt là với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế VAT trên địa bàn để thực hiện đúng quy định về giảm 2% thuế suất VAT trong năm 2022. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, theo Nghị định 15 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, thuế suất VAT giảm 2% đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% nhằm kích thích tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025, phấn đấu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ phát triển tối thiểu là 10 công cụ giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Qua đó hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững. Chương trình phấn đấu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 công cụ giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Qua đó hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7% một năm. Doanh nghiệp được đánh giá và công nhận là doanh nghiệp kinh doanh bền vững được hỗ trợ các nội dung sau. Hỗ trợ tư vấn đào tạo, bao gồm cả hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững, nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện có khoảng 2% dân số Việt Nam mắc COVID-19, trong số đó nhiều người mắc hội chứng hậu COVID-19 với các triệu chứng phổ biến là mệt mỏi, khó thở, giảm tập trung, rối loạn giấc ngủ, thậm chí rối loạn nhận thức.
Những triệu chứng này có thể mới khởi đầu sau khi hồi phục COVID-19 hoặc dai dẳng kéo dài từ khi mới nhiễm bệnh. Lo ngại hơn là nhiều người dù lúc mắc bệnh không có triệu chứng, được điều trị tại nhà, nhưng sau khi khỏi bệnh lại gặp phải những di chứng nặng, thậm chí phải nhập viện điều trị. Nhập viện từ mùng 2 Tết, sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân này đã được cải thiện khoảng 80%. Đáng nói là, trước đó bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng triệu chứng khá nhẹ. Sau khi khỏi bệnh, mới xuất hiện tình trạng khó thở, phù nề toàn thân nặng, trụy tim mạch. Chúng tôi cũng xác định là đây là cũng có thể là một trong những biến chứng của hậu COVID sau khi bệnh nhân bị nhiễm. Khi các bác sĩ đánh giá thì có bệnh nhân có những tổn thương về hô hấp, suy hô hấp, trụy tim mạch và rối loạn các chức năng cơ thể rất nhiều, rất nặng. Không chỉ bệnh nhân trên, thời gian gần đây, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội có phòng khám hậu COVID-19 cũng liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân mắc các di chứng của bệnh đến khám và điều trị. Nhiều người dù lúc dương tính chỉ ho sốt nhẹ, nhưng sau khi khỏi bệnh lại gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe, phổ biến nhất là triệu chứng liên quan đến hô hấp, tâm thần. Bác vẫn thỉnh thoảng có ho và có đờm, kể cả bác gái nữa. Bác gái ho nhiều hơn bác. Như là mệt hơn so với trước. Trước thì mình chưa bị COVID thì khỏe bình thường, chả có gì cả. Nhưng sau khi mà bị COVID thì thấy nó mệt mỏi hơn. Các đặc điểm của bệnh nhân khi đến với chúng tôi là chủ yếu là vấn đề về lo âu, rối loạn lo âu là cái đầu tiên trong một thời gian mà bệnh nhân bị mắc COVID. Thứ hai là những tổn thương về hô hấp, những tổn thương đặc biệt trên những bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền thì đấy là những cái tổn thương mà hay gặp. Thứ ba là những bệnh lý liên quan đến tim mạch và các rối loạn về mạch chuyển hóa. Các bác sĩ cũng cho biết, một số thống kê ghi nhận khoảng từ 33 đến 76% người bệnh có thể gặp các triệu chứng hậu COVID-19 ít nhất 6 tháng sau đợt cấp tính của bệnh, trong đó 20% người bệnh phải tái nhập viện, 80% người bệnh phải theo dõi chăm sóc trong vòng 2 tháng sau xuất viện. Và cái tổn thương ấy, thường ấy thì những tổn thương đó là do những cái biến chứng, đặc biệt là những người cao tuổi, mình ví dụ như là các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, rồi các bệnh lý chuyển hóa trong giai đoạn mà bị COVID là không được kiểm soát tốt. Sau khi hậu COVID thì nó bắt đầu có những cái biến chứng của các bệnh nền đấy gây ra là chính. Những bệnh nhân của tôi đến khám thì thông thường cũng có rất nhiều bệnh nhân có những cái triệu chứng nó có vẻ như nó nặng lên hơn so với cái tình trạng nhiễm COVID cấp tính của những bệnh nhân này. Thế thì thông thường lý do thì theo cơ chế bệnh sinh thì những cái tổn thương sau COVID nó vẫn có thể nó tiếp tục nó tiến triển một cách thầm lặng. Thế sau một khi có một cái khoảng thời gian thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng mệt mỏi hơn, rất nó bắt đầu nó khởi phát ra thì sau quá trình điều trị. Thành ra là những bệnh nhân hoàn toàn là có thể sau khi đợt điều trị COVID ổn định một và thậm chí đến một vài tháng, bệnh nhân vẫn có thể có những cái triệu chứng mệt mỏi, hụt hơi, khó thở, stress hoặc mới xuất hiện và thậm chí là xuất hiện mới hoàn toàn sau quá trình điều trị. Các bác sĩ cũng cho biết hậu COVID-19 không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng cần nhập viện hoặc người lớn tuổi có bệnh nền mà còn gặp ở những người trẻ tuổi mắc bệnh nhẹ. Trong đó, khoảng 1/5 bệnh nhân ở độ tuổi từ 18 đến 34 không nhập viện, không triệu chứng, vẫn có triệu chứng hậu COVID-19. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo các bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19 nếu có các triệu chứng như hụt hơi, ho, khó thở, đau tức ngực hoặc thường xuyên lo lắng, mất ngủ, cần tái khám để được đánh giá về tình trạng sức khỏe, từ đó có hướng can thiệp, điều trị sớm. Ngày 10 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định về việc cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại. Theo đó, các dịch vụ ăn uống hoạt động ngoài trời, cơ sở tôn giáo sẽ được phép mở lại, thế nhưng giới hạn số lượng người có mặt vào cùng thời điểm. Cụ thể, Bắc Ninh cho phép các dịch vụ ăn uống trong nhà được mở lại hoạt động nhưng phải đảm bảo giãn cách, công suất tối đa 50%, lưu ý tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm trong cùng một phòng và tất cả người tham gia kinh doanh, khách hàng được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 theo quy định, khuyến khích bán hàng mang về. Các hoạt động thể dục thể thao được phép hoạt động trở lại, riêng với hoạt động thể dục thể thao trong nhà tập trung không quá 20 người trong cùng một thời điểm. Các cơ sở cắt tóc, cội đầu không tập trung quá 10 người tại một thời điểm. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động trở lại nhưng không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm. Các cơ sở thờ tự có lượng du khách lớn đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án điều tiết đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hoạt động đám cưới, đám tang tổ chức không quá 30 người trong cùng một thời điểm. Đối với đám giỗ, liên hoan tổ chức gọn nhẹ,
hạn chế số lượng người tham dự, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage. Sau hơn 9 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các rạp chiếu phim tại Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách trở lại vào ngày 10 tháng 2. Trong ngày mở cửa trở lại, các rạp phim ở Hà Nội nhìn chung đều thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại rạp chiếu phim quốc gia trong ngày đầu mở cửa. Theo quan sát, lượng khán giả đến xem vẫn chưa nhiều. Công tác phòng dịch tại đây được thực hiện nghiêm túc. Khi đến rạp, khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay được trang bị tại rạp, thực hiện giãn cách theo đúng quy định. Tại quầy bán vé, các vị trí đứng của khách hàng được sắp xếp cách nhau tối thiểu 2 mét. Thì Hà Nội dịch cũng lâu rồi nên là rạp chiếu phim đóng cửa cũng rất là lâu rồi, và vợ chồng mình hôm nay là cũng rất là háo hức để trở lại được xem những cái bộ phim mà mình mong chờ từ lâu. Thì hôm nay vợ chồng mình đến đây thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đến đây thì thấy ở đây thực hiện biện pháp 5K rất là tốt, và vợ chồng mình cũng cố gắng thực hiện đúng nội quy của rạp chiếu phim, và mình cũng vào đây và mình cũng giữ khoảng cách với mọi người để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh. Mình và vợ mình thì nhận được cái thông báo là ngày mùng 10 bắt đầu là mở lại rạp chiếu phim, là bọn mình đã dự định là đã đi muốn đến rạp chiếu phim để xem ngay những cái bộ phim hot nhất tại hiện tại rồi. Và mình đang rất háo hức để đón chờ bộ phim sau một kỳ nghỉ quá dài của đóng cửa rạp chiếu phim. Sau khi Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định mở lại hoạt động chiếu phim, ngày 9 tháng 2, các cụm rạp gấp rút vệ sinh đón khách. Phòng chiếu sẽ không mở bán 100% số ghế. Vị trí ghế được đón khách sẽ cách nhau 2 ghế và sắp xếp so le giữa các hàng ghế. Việc này sẽ được kiểm soát ngay từ khâu bán vé. Rạp mình ngay khi bán vé cho khách thì đã phải đảm bảo quy định giãn cách là cách 2 hàng ghế và phải ngồi đúng sơ đồ vị trí của phòng. Thì bọn mình là người soát vé thì khi soát thì sẽ dẫn vào khách vào đúng chỗ ngồi và không được ngồi sai vị trí, và vẫn đảm bảo sự giãn cách, cách 2 ghế và 1 hàng ghế như theo sơ đồ bán của rạp. Đại diện các cụm rạp CGV, Galaxy, Beta, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội đều thể hiện sự vui mừng khi sắp được phục vụ khán giả thủ đô. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các rạp phim cũng đã có những phương án chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe cho khán giả đến xem phim. Tôi nghĩ là với cái ý thức của người dân Hà Nội, của khán giả Hà Nội, và với cái sự giám sát của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia khi mà đón khách đến xem phim, thì tôi tin rằng cái việc kiểm soát dịch COVID-19 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia có nhiều những cái cơ sở để tin tưởng là nó sẽ an toàn. Về phía các rạp cũng hy vọng năm nay tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 cao, cộng với việc kiểm soát dịch bệnh tốt, sẽ không có trường hợp xấu nào xảy ra. Đối với các phương án, các rạp cũng sẽ vẫn cảnh giác cao độ, thường xuyên nhắc nhở nhân viên và khách hàng thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ an toàn 5K. Đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều địa phương đã lên kế hoạch để thích ứng linh hoạt và an toàn. Tại tỉnh vùng cao Lai Châu, theo thông tin của ngành giáo dục, đến hết ngày 10 tháng 2, toàn tỉnh đã có 21 trên 31 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục các huyện Tam Đường, thành phố Tân Uyên, Than Uyên cho học sinh được đi học trở lại. Việc học sinh trở lại trường giữa dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cũng đã được ngành giáo dục tỉnh Lai Châu tính toán cẩn trọng, chuẩn bị chu đáo và có sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị giáo dục. Trường mầm non Bình Minh, thành phố Lai Châu, những ngày sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mặc dù lượng học sinh đi học rất ít, nhưng nhà trường vẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Khi phụ huynh đưa con em đến trường, các giáo viên đã chú trọng công tác tuyên truyền để phụ huynh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Được biết, năm học 2021-2022, nhà trường có 199 học sinh ở tất cả các khối lớp. Sau khi các con trở lại trường thì bản thân tôi là đã tuyên truyền với các bậc phụ huynh là đưa con lên, trước khi đưa con đến lớp là phải đảm bảo là đo thân nhiệt trước khi đến lớp. Khi các con đến lớp rồi
tất cả các cô giáo cũng tập trung vào để kiểm tra thân nhiệt cho các con và tuyên truyền với các bậc phụ huynh trong việc là giữ khoảng cách, đảm bảo chế độ an toàn cho con khi ở nhà. Khi đến lúc buổi chiều trả trẻ là bản thân tôi là cũng nhắc nhở phụ huynh là ở nhà là chăm sóc, đảm bảo an toàn cho các con, giữ khoảng cách cho các con, tránh tiếp xúc đông người. Sau một đợt nghỉ Tết khá là dài thì gia đình tôi cũng cho cháu về quê để nghỉ Tết. Và sau khi lên trên này để bắt đầu công việc bình thường thì gia đình cũng đã chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch cho bé trước khi đến trường, như là cho bé đi khai báo y tế và test nhanh thì kết quả là đủ đảm bảo điều kiện để đến trường. Và khi đưa bé đến trường thì tôi thấy rằng công tác phòng chống dịch của trường cũng rất là tốt. Bé đến trường được đo thân nhiệt, được sát khuẩn tay và tôi cũng rất yên tâm để cho cháu học tập ở lớp. Năm học 2021-2022, toàn ngành giáo dục tỉnh có 346 trường, 5.751 lớp, 152.194 học sinh ở tất cả các cấp học. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Ngành giáo dục tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện kiểm soát, siết chặt việc thực hiện thông điệp 5K, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm, sẵn sàng kế hoạch ứng phó với mọi tình huống. Đã chỉ đạo các nhà trường phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không lơ là chủ quan, để theo đúng những cái chỉ đạo phối hợp với ngành y tế. Việc tiêm chủng của học sinh trong ngành thì đến hiện tại là học sinh từ 12 đến 17 tuổi thì cũng đã được tiêm khoảng trên 94% với tỷ lệ tiêm chủng. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các ngành y tế cũng như với các huyện để có cái kế hoạch để tiêm chủng theo kế hoạch chung cho học sinh dưới 12 tuổi theo cái quy định. Chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học là phải dạy học những cái chương trình cốt lõi cơ bản nhất cho các em trong cái thời gian mà có thể học trực tiếp được, để những cái phần ôn luyện, những cái phần khác có thể học trực tuyến mà khi xảy ra dịch bệnh thì sẽ phải học trực tuyến, bởi vì học trực tiếp thì vẫn cái hiệu quả vẫn cao hơn. Cùng với đó, ngành giáo dục cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế tại địa phương, tiếp tục ra soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tăng cường trang thiết bị y tế vệ sinh như thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang, phòng cách ly y tế tạm thời, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định, đảm bảo chương trình năm học, đồng thời tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng cho học sinh đủ điều kiện theo quy định. Yên Bái là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua, địa phương này luôn quan tâm chăm lo đời sống cho những người có công, các gia đình thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Những ngôi nhà tình nghĩa trở nên ấm áp hơn nhờ sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC14. Đây là ngôi nhà cũ tạm bợ mà ông Nguyễn Văn Định và bà Lương Thị Tịch sinh sống trong suốt nhiều năm qua. Nhiều năm phục vụ trong quân đội, đến khi về già, ông Định và vợ chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngôi nhà kiên cố để che mưa, che nắng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của tỉnh, sự chung tay góp sức của địa phương, ngôi nhà đại đoàn kết đã được xây dựng và bàn giao cho ông bà. Những ngày đầu xuân năm mới, ông Định và vợ vui mừng, hạnh phúc khi được các đoàn thể, bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên. Đi bộ đội thế nhưng mà lúc bấy giờ về là tôi cưới thì cưới vắng rẻ, không được về đâu. Thế sau khi giải phóng lúc tôi về thì đến bây giờ là cũng động viên vợ là thôi thì đây là những cái niềm hạnh phúc của mình. Mà sau những thời gian chiến tranh bây giờ đi cùng mấy anh em người ta không được về nữa, mà mình bây giờ được sống mà được về, được đảng, chính phủ, được tất cả các tổ chức mà đã quan tâm, mà đã giúp đỡ lại cho mình và động viên mình lại được cái ngôi nhà bây giờ thấy quá hạnh phúc. Không có vấn đề gì, chỉ biết là ơn đảng, ơn chính phủ và ơn tất cả anh em, bạn bè rồi là các cái tổ chức. Gia đình chúng tôi có ngôi nhà mới như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất là vui và mừng, bởi vì là cũng về tuổi già xế chiều rồi, bây giờ có được ngôi nhà như thế này, đảng và nhà nước quan tâm thì chúng tôi mừng lắm.
không biết nói gì ngoài lời cảm ơn rất là chân tình và sâu sắc tới Đảng, tới nhà nước và tới tất cả các cấp các ngành. Không còn lo lắng mỗi khi mưa gió, không còn cảnh nước dột vào nhà. Những ngôi nhà mới như thế này đang tạo động lực cho những người dân vùng cao tỉnh Yên Bái vươn lên thoát nghèo, nêu gương sáng về tinh thần vượt khó, thương binh tàn nhưng không phế ở khắp các địa phương. Qua rà soát thì trong 2 năm 2020-2021 thì huyện Yên Bình đã xóa được 375 nhà cho các đối tượng, bao gồm cả người có công, rồi các hộ nghèo, gia đình có khó khăn về nhà ở, với cách làm rất là phù hợp và với điều kiện của Yên Bình. Đó là tăng cường, nâng cao cái công tác tuyên truyền trên cơ sở phát huy nội lực của từng gia đình. Đấy, đồng thời là vận động ủng hộ từ các nguồn xã hội hóa để tập trung làm, với cách làm là cả hệ thống chính trị vào cuộc để có thể là huy động các cái nguồn lực và góp công góp sức tiền của vào để thực hiện xây dựng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái cơ bản đã hoàn thành xong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo đúng chỉ đạo của tỉnh ủy. Nhờ tinh thần nhân ái, lá lành, đùm lá rách mà những người dân khó khăn đã có thêm cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng những vùng quê hạnh phúc đáng sống. Ngay sau Tết, nông dân vùng cồn tại xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã tất bật trên khắp ruộng đồng. Tranh thủ thời tiết ấm áp, bà con vệ sinh đồng ruộng, cày đất và khai mương lấy nước để gieo xuống giống vụ hoa màu ngắn ngày cho kịp thời vụ, đồng thời tranh thủ thu hoạch diện tích sắn và ớt còn lại. Ai nấy đều rất khẩn trương với ước vọng về một vụ mùa thắng lợi. Anh Nguyễn Văn Thọ, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã nhiều năm gắn bó với nghề trồng sắn. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá sắn thấp hơn so với những vụ mùa trước, dao động từ 3.300 đồng đến 3.500 đồng 1 kg. Những diện tích trồng sắn tại khu vực này đã đến thời điểm thu hoạch những ngày đầu năm mới. Bà con nông dân trên địa bàn xã đang tích cực thu hoạch một số diện tích còn lại. Công chuyện của cô nhiều khi nghỉ được có ngày, mùng 1, mùng 2 em ra rồi, còn người khác chắc được 2 ngày. Nói chung dân ở xã này thì chỉ nhờ được có cái vụ đông xuân này, mà đông xuân này thắt là vụ sau không có thành gì hết, cũng không còn, chỉ còn bắp thôi. Nhờ có vụ chín vụ đông xuân này thôi, mà ở khí sáng năm nay là lỗ hết. Chỉ mong cho giá phân, đồ giá thuốc bớt thôi, rẻ thôi, chứ còn cái giá cả thì mình đâu biết trước được. Em chỉ mong cho cơ quan điều chỉnh giá phân cho rẻ lại, rồi thêm bằng nông dân bằng được giá được mùa vậy thôi. Đối với diện tích trồng ớt của nông dân tại đây cũng đang bước vào thời điểm chín rộ, nhưng giá thấp chỉ dao động từ 10 đến 11.000 đồng 1 kg. Bà con mình có người thì ta ớt nó không có lợi nhuận đó, bây giờ ta đi chặt bỏ hết trơn rồi. Bây giờ có số người thì người ta cũng có số, người ta cũng chừa lợi, cũng dưỡng lợi ăn, rồi mong có giá đồ hên, có giá thì được, còn kiểu mà giá như vậy thì chắc cũng lỗ đó, kể như là chia hai với tiền nhân công á, bé bây giờ nè, đang bé nè là chia hai rồi đó. Bây giờ giá cả thì nó quá tệ rồi, bây giờ còn có 10.500 mà đâu có ăn đâu, rồi phân phướng đâu có dám giải vô, nếu giải vô thì được có trái ăn nữa đó, nhưng mà sao dám, giá như vậy sao dám giải. Với người nông dân, người nông tuy còn nhiều khó khăn vất vả, phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố thuận lợi về thời tiết, cây giống, kỹ thuật chăm sóc và giá cả thị trường, nhưng tập trung sản xuất ngay từ đầu năm mới là điều quan trọng để tạo sự khởi đầu suôn sẻ, là niềm động lực phấn đấu trong thi đua lao động sản xuất nhằm nâng cao thu nhập của gia đình, ổn định cuộc sống. Dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh.
Đây là tín hiệu đầy khả quan về một sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam năm 2022, tạo đà thuận lợi cho kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế trong thời gian sắp tới. Theo đó, lượng tìm kiếm đã tăng dần từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 12 năm 2021 và đầu tháng 1 năm 2022 thì tăng vọt. Từ đầu tháng 1 năm 2022 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt có thời điểm tăng 45% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú đầu tháng 1 năm 2022 tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021. Sau đó tiếp tục duy trì ở mức cao và thời điểm ngày đầu tháng 2 năm 2022 đạt mức tăng là 86% so với cùng kỳ năm 2021. 10 điểm đến của Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Quy Nhơn và Vũng Tàu. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có đề xuất từ ngày 31 tháng 3 năm 2022 mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài. Việc sớm mở cửa du lịch quốc tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022. Hội An của Việt Nam đã được kênh CNN bình chọn là một trong 13 địa điểm được coi là lãng mạn nhất trên thế giới, bên cạnh những thành phố biểu tượng văn hóa như là Paris hay là Venice. Nếu như quốc đảo Maldives và Hawaii được coi là những địa điểm lãng mạn bởi có nhiều hòn đảo, bãi biển, thác nước và núi non, thì những con phố cổ Hội An rợp bóng đèn lồng là điểm đến lý tưởng cho một buổi đi dạo hò hẹn dưới ánh hoàng hôn. Du khách như được quay về quá khứ bởi kiến trúc và cuộc sống bình dị của con người nơi đây. Thả hồn theo dòng nước khi đi trên những chiếc thuyền gỗ và thưởng thức những món ngon địa phương như là bánh mì, cao lầu. Ngoài ra, CNN còn điểm danh những điểm đến nổi tiếng khác trên thế giới như là thành phố Quebec của Canada, Paris của Pháp, Venice của Italia và Kyoto của Nhật Bản. Tiếp theo chương trình, như thường lệ, mời quý vị cùng đến với phần điểm báo. Bài báo đầu tiên là một bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xử lý nghiêm hành vi găm hàng trục lợi. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ động hơn trong việc điều hành, tuyệt đối không được để thiếu xăng dầu, phục vụ sản xuất cũng như đời sống của nhân dân, thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng nhằm trục lợi. Chiều ngày 8 tháng 2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Trong thời gian qua, tại một số địa phương có hiện tượng, một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Sự việc này đã được Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra. Theo đó, hầu hết các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng do lấy nguồn hàng từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhỏ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hiện tượng hạn chế bán hàng để chờ tăng giá. Do đó, Bộ Công Thương phải thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý của mình. Bộ cần chủ động hơn trong điều hành, tuyệt đối không được để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, Bộ cần thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng nhằm trục lợi. Bài viết đáng chú ý tiếp theo được đăng tải trên báo điện tử Dân Trí và bài viết với nhan đề là khách đi máy bay bất ngờ tăng mạnh sau Tết. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng tần suất khai thác các chuyến bay tới Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và việc điều chỉnh này dựa trên báo cáo của các hãng hàng không về nhu cầu vận chuyển giai đoạn từ nay đến ngày 20 tháng 2, đặc biệt là nhu cầu từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, giai đoạn từ ngày 10 tháng 2 đến 20 tháng 2, tham số điều phối đường hạ và cất cánh là 48 chuyến 1 giờ cho các khung giờ từ 6 đến 23 giờ 55 phút theo giờ địa phương và 36 chuyến 1 giờ cho các khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút theo giờ địa phương. Tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 26 chuyến 1 giờ và tham số điều phối nhà ga nội địa đến là 24 chuyến 1 giờ. Cảng vụ hàng không miền Nam, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được yêu cầu phối hợp với Sở Thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phương tiện vận tải công cộng, taxi để đáp ứng nhu cầu của hành khách đi các chuyến bay nội địa khi hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, góp phần giảm thiểu ùn tắc tại khu vực này. Vâng, một tín hiệu tích cực cho thị trường lao động sau dịp Tết Nguyên đán, đó là hơn 96% lao động trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc sau Tết. Một bài viết đáng chú ý trên báo điện tử VTC. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 9 tháng 2, hơn 1,9 triệu lao động đã quay trở lại thành phố làm việc sau Tết, chiếm 96%. Tại cuộc họp cung cấp thông tin định kỳ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 10 tháng 2, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
Tính đến ngày 9 tháng 2, lao động quay lại làm việc sau Tết trên địa bàn thành phố là khoảng hơn 1,9 triệu người, chiếm 96%. Liên đoàn Lao động thành phố đã ghi nhận hơn 1.000 công nhân quay trở lại làm việc mắc COVID-19. Tuy nhiên, đều là các trường hợp nhẹ, không triệu chứng, không nguy hiểm. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 đạt trên 86%, riêng khu công nghiệp đã đạt trên 96%. Liên đoàn Lao động thành phố đang phối hợp với các bệnh viện hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh để đảm bảo sức khỏe lao động. Thưa quý vị, vừa qua thì vụ việc thang máy của tòa nhà CT1A thuộc khu nhà ở công nhân Kim Trung, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội dừng hoạt động đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, sinh hoạt của công nhân, người lao động và gây bức xúc trong dư luận. Và liên quan tới vấn đề này thì trên báo Lao Động.vn đã có bài viết ghi nhận ý kiến của ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội. Bài viết có nhan đề là người lao động phải leo bộ 15 tầng là không chấp nhận được. Theo ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội cho biết, Công đoàn các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội đã vào cuộc và làm việc với lãnh đạo xí nghiệp quản lý và phát triển nhà ở xã hội thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà ở Hà Nội, đơn vị quản lý vận hành tòa nhà này để nắm bắt và đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải quyết nhanh chóng cho người lao động. Ông Toản cho rằng qua nắm bắt của ông, vướng mắc lớn nhất trong vụ việc này là trước đây xí nghiệp được giữ lại 10% tiền cho thuê dịch vụ tại tầng 1 của tòa nhà để xử lý những vấn đề xảy ra tức khắc như là mất nước, mất điện. Thế nhưng sau đó thì không còn được giữ lại nữa, nên khi có những sự cố thì xí nghiệp chỉ biết trông chờ và đề xuất lên trên, chờ trên giải quyết qua nhiều sở ngành, qua nhiều khâu nên rất vướng mắc. Và ông Toản cũng đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội xem xét lại cách quản lý cho phù hợp và cần có nguồn ngân sách để xử lý kịp thời những vấn đề xảy ra hàng ngày như mất điện, mất nước, bóng điện cháy ở cầu thang bộ, thang máy hỏng hoặc là cần được bảo dưỡng. Tranh dân gian Đông Hồ, giải pháp nào gìn giữ dòng tranh quý trước nguy cơ mai một? Một phần câu trả lời sẽ có trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Chuyên mục câu chuyện bốn phương, cơn sốt đảo Ngọc Lục Bảo ở Afghanistan. Một công ty Thụy Điển sử dụng quạ để loại bỏ những mảnh thuốc lá còn sót lại rơi vãi trên đường phố. Thưa quý vị, làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vốn nổi tiếng với nghề làm tranh dân gian độc đáo. Đứng trước nguy cơ mai một thất truyền của nhiều dòng tranh dân gian, ước vọng hồi sinh và gìn giữ một di sản văn hóa của cha ông để màu dân tộc mãi được sáng bừng trên giấy điệp, không chỉ là ước nguyện mà còn có cả trách nhiệm của mỗi người. Thời gian vừa qua thì tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO để dòng tranh này sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Và song song với đó là các biện pháp bảo tồn gắn với phát triển du lịch để tranh Đông Hồ được phát huy giá trị. Tranh Đông Hồ nó là một cái cách vẽ rất đơn giản. Ngày xưa cụ dùng cái từ gọi là đơn tuyến bình đồ, tức là những đường nét vẽ đơn giản và được vẽ trên một mặt phẳng hay trên một tờ giấy phẳng. Thì đó là một cách vẽ, nó không có xa gần, nó thể hiện một nghệ thuật rất cao. Tất cả tranh Đông Hồ về nghệ thuật đều vẽ trên một cái phương diện đó và được vẽ ở trạng thái động. Ví dụ ngọn cây thì cũng đang chĩu xuống, con ngựa thì cũng đang bước, con mèo giơ tay, vân vân. Thì ở cái trạng thái động đó là một trạng thái vẽ rất khó và nó đạt ở đỉnh cao của nghệ thuật của tranh Đông Hồ, thì nó được thể hiện rất chi tiết ở trong các sản phẩm tranh. Ví dụ có Gia Đình Hạnh Phúc thì các cụ vẽ những bức tranh hướng dừa, gà thơ hùng. Có Tình Mẫu Tử, các cụ vẽ bức tranh gà đàn. Hay là có bức tranh ca ngợi ham học của con người thì các cụ vẽ bức hiếu học. Hay có những bức tranh cầu phúc cho mọi gia đình thì các cụ vẽ vinh hoa phú quý, nhân nghĩa lễ trí. Hay có những bức tranh phê phán, ví dụ như một ông hai bà thì các cụ vẽ bức tranh đánh ghen, vân vân. Thực ra nhiều mẫu lắm, nó thể hiện cho những cái nét văn hóa và mang những cái ca ngợi và phê phán để cho con người chúng ta đến một cuộc sống chân thiện mỹ và hướng tới một cái đẹp. Về cái đặc điểm riêng biệt của cái dòng tranh Đông Hồ so với các sản phẩm khác đó chính là thể hiện ở cái đặc trưng của tranh Đông Hồ. Đặc trưng tranh Đông Hồ đó là cái chất liệu
giấy thì nó là cái giấy gió truyền thống, một cái giấy rất đặc trưng, được làm từ cái vỏ cây gió, nghiền nhỏ, giã nhỏ ra, sau đó có một số chất xúc tác và tạo lên tờ giấy gió. Qua bàn tay của các nghệ nhân đồng hồ thì phủ lên tờ giấy gió một cái lớp điệp, điệp là mai cái con điệp ở dưới biển. Khi ta dùng nó rồi, bỏ cái vỏ đó một thời gian mà nó lâu, nó sẽ bị thoái hóa biến chất đi. Và khi thoái hóa biến chất thì ta về ta lấy cái vỏ mai con điệp đó, ta nghiền nhỏ, kết hợp với gạo lếp, nghiền nhỏ giống như bột của trẻ. Sau đó ta dùng hợp chất của hai chất đó đánh nhuyễn vào nhau, phủ đều lên tờ giấy gió, tạo thành một tờ giấy điệp. Và tờ giấy điệp để làm tranh đồng hồ đó là một nét đặc trưng của đồng hồ. Cái điểm thứ hai đó là một cái cách in và cách làm. Ví dụ tranh đồng hồ dùng mộc bản thì cái in mộc bản nó cũng tạo ra một cái gam màu rất đặc biệt. Và cái gam màu xốp mà in mộc bản nó tạo ra một nét đặc trưng của dòng tranh đồng hồ. Sự kết hợp giữa giấy và cách in nó tạo ra một nét đặc trưng của tranh đồng hồ. Và cái đó là một sự độc đáo, nó khác với các dòng tranh khác. Và nó thể hiện một nét đặc trưng riêng của đồng hồ. Và được bạn bè trong nước cũng như quốc tế đánh giá cao về cái đặc trưng của tranh đồng hồ. Và cái đó là một nét rất đặc trưng, tiêu biểu. Nó là một cái hồn cốt của tranh đồng hồ. Cho nên Hoàng Cầm mới tổng kết là hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp là như vậy. Ra cái tranh đồng hồ thì nó có một cái giá trị văn hóa truyền thống rất lâu đời. So với các dòng tranh khác và các sản phẩm khác thì tranh đồng hồ lưu giữ những nét văn hóa truyền thống theo mình nghĩ đó là nhiều nhất. Các cụ ngày xưa ghi chép rất nhiều những phong tục tập quán, đời sống của người dân. Trong hoạt động sinh hoạt của người dân có gì thì các cụ ghi chép vào thành những sản phẩm tranh đồng hồ. Và nó còn đến bây giờ thì tôi nghĩ đó là những cái giá trị văn hóa, là những phong tục tập quán, là những nếp sống văn hóa của người dân. Và nhất vào dịp Tết truyền thống thì tôi nghĩ nó được thể hiện rất nhiều và rất cụ thể. Để cho tranh đồng hồ được phát triển và còn mãi mãi cho thế hệ sau thì theo tôi nghĩ nó cũng phải có rất nhiều các yếu tố. Ngoài cái nhiệt huyết, cái tận tâm tận lực của các nghệ nhân trong việc bảo tồn nghề, truyền nghề cho các thế hệ trẻ thì ngoài ra cũng phải có sự động hợp tác của các cơ quan đảng nhà nước và của mọi người. Chúng ta cùng nhau gìn giữ, cùng nhau phát triển, cùng nhau chung tay thì tôi nghĩ tranh đồng hồ mới sống được. Chỉ có những nghệ nhân vẽ ra những sản phẩm tranh mà không có những người chơi, không có những người dùng thì tranh đồng hồ cũng không thể phát triển được. Và tôi nghĩ rằng nó phải có một sự hợp tác, hợp nhất của rất nhiều người, rất nhiều các cơ quan cùng các nghệ nhân, chúng ta cùng nhau chung sức cái giá trị văn hóa truyền thống này thì tôi nghĩ là cái văn hóa truyền thống của ông cha chúng ta nó sẽ còn lưu lại, và cái giá trị văn hóa tranh đồng hồ, các sản phẩm tranh đồng hồ nó sẽ được phát triển. Trong nghiên cứu nhằm xác định hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi, các nhà khoa học Australia đánh giá đây là một sự cải tiến có thể tạo ra những tác động lớn trên toàn cầu. Chính quyền bang New South Wales của Australia đã tài trợ $100,000 cho hai chuyên gia về hệ hô hấp là Daniela Treni và Paul Todason, cùng làm việc tại mạng lưới nghiên cứu và sản xuất vaccine NSWRN, thực hiện nghiên cứu trên. Theo đó, hai chuyên gia có thể phối hợp với trung tâm nghiên cứu MedLab đánh giá hiệu quả của loại vaccine dạng xịt mũi mang tên NanoCell. Công nghệ dạng xịt này không yêu cầu do bác sĩ thực hiện. Nếu chứng minh được hiệu quả, công nghệ này có thể giúp giảm đáng kể áp lực đối với các chuyên gia y tế trong việc tiêm vaccine, giảm thiểu chất thải y tế, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận vaccine của các nước đang phát triển. Hiện nhiều loại vaccine đã được sản xuất dưới dạng xịt mũi, trong đó bao gồm cả vaccine cúm.
Được biết, phương pháp sản xuất vaccine dạng nhỏ giọt qua đường miệng không mang lại hiệu quả đối với vaccine bào chế theo công nghệ mRNA, do các loại hóa chất này sẽ bị phân hủy trong quá trình tiêu hóa của cơ thể. Nỗ lực ngoại giao con thoi giữa các nước phương Tây với Nga và Ukraine trong những ngày vừa qua đang bắt đầu mang lại kết quả khả thi. Các bên đang phát đi các tín hiệu lạc quan, dù rất thận trọng về việc có thể ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh bùng phát. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định, mặc dù vẫn còn quá sớm để nói các vấn đề đã được giải quyết, phía Nga đã nhận được thông điệp cứng rắn từ các nước phương Tây và các gói trừng phạt mà phương Tây đe dọa áp dụng đã mang lại sức mạnh răn đe. Chúng tôi đều nhất trí rằng sẽ ngay lập tức hành động khi cần thiết. Các lệnh trừng phạt sẵn sàng được áp dụng vào bất cứ thời điểm nào, ngay khi có các tình huống diễn biến xấu đi, và các gói trừng phạt này rất hiệu quả. Đó là thông điệp mà phía Nga đã nhận được, và tôi tin rằng đó là điều mang đến các kết quả hiện nay. Trong ngày 9 tháng 2, chính quyền Pháp cũng phát đi thông báo đánh giá chuyến đi của ông Macron đến Nga và Ukraine đã đạt được mục đích khi các bên đồng ý thảo luận các cách thức để tiến tới hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba ngày 9 tháng 2 cũng đánh giá hiện đã xuất hiện những cơ hội thực sự để xuống thang căng thẳng và tình hình dù vẫn rất nguy hiểm nhưng đang trong tầm kiểm soát. Từ phía Nga, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng đánh giá việc Ukraine chấp nhận hành động dựa trên thỏa thuận Minsk là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh vẫn đang rất lớn, các hoạt động ngoại giao vẫn sẽ được các nước châu Âu đẩy mạnh trong những ngày tới. Trong ngày 10 tháng 2, cuộc họp dưới định dạng Normandy ở cấp cố vấn ngoại giao sẽ tiếp tục được nối lại giữa bốn nước Đức, Pháp, Nga và Ukraine tại thủ đô Berlin của Đức. Thủ tướng Đức cũng sẽ tiếp lãnh đạo các nước Baltic trong ngày 10 tháng 2 trước khi có chuyến thăm Nga vào ngày 15 tháng 2. Cùng lúc đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đến thăm Ba Lan trong ngày 10 tháng 2 rồi hội đàm cùng với Tổng thư ký NATO tại Brussels. Còn Ngoại trưởng Anh Liz Truss sẽ đến Nga để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Chương trình Lương thực Thế giới đầu tuần này ước tính khoảng 13 triệu người dân sinh sống tại Kenya, Somalia và Ethiopia đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng khi vùng sừng châu Phi trải qua trận hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết khu vực này ghi nhận tình trạng khô hạn kỷ lục kể từ năm 1981. Hạn hán kéo dài đã tàn phá mùa màng khiến nhiều vật nuôi chết, buộc nhiều gia đình nông thôn vốn sống dựa vào chăn nuôi và trồng trọt phải rời bỏ nhà cửa. Tình trạng thiếu hụt nguồn nước và đồng cỏ cùng lượng mưa dự báo dưới mức trung bình trong những tháng tới có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn tại khu vực này. Do đó, nhà chức trách và các tổ chức cần triển khai ngay hoạt động cứu trợ nhân đạo, tránh để tái diễn tình trạng tương tự như cuộc khủng hoảng xảy ra tại Somalia vào năm 2011 khi hạn hán kéo dài dẫn đến nạn đói nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 250.000 người. Hiện viện trợ lương thực đang được triển khai tại các nước Kenya, Ethiopia và Somalia, nơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao và khoảng 13 triệu người đang lâm vào nguy cơ thiếu lương thực nặng nề trong quý đầu tiên của năm nay. WFP ước tính khu vực này cần được viện trợ ít nhất 327 triệu đô la Mỹ để ứng phó kịp thời các nhu cầu của người dân trong 6 tháng tới, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng chăn nuôi gia súc thích ứng linh hoạt hơn trước tình trạng biến đổi khí hậu. Giới chuyên gia cho biết, biến đổi khí hậu kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra với tần suất và cường độ tăng cao, trong đó châu Phi là khu vực hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. 1.900 năm sau khi được xây dựng để ngăn chặn giặc ngoại xâm, bức tường Hadrian hay còn gọi là Biên thành La Mã tại miền Bắc vùng England của Vương quốc Anh đang phải đối mặt với kẻ thù mới là biến đổi khí hậu, đe dọa những đồ tạo tác từ thời La Mã được tìm thấy tại đây. Di tích này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1987 và là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của nước Anh. Biên thành La Mã là một hệ thống phân chia ranh giới bảo vệ đế chế La Mã. Hàng ngàn binh sĩ và nhiều gia đình đã sống quanh bức tường thành bằng đá dài 118 km, trải dài từ bờ đông sang bờ tây của England, đánh dấu ranh giới của đế chế La Mã và tạo thành kiến tạo khảo cổ La Mã lớn nhất tại Anh. Biên thành được xây dựng từ năm 122 sau Công nguyên dưới triều đại vua Hadrian và đánh dấu biên giới giữa vùng Anh La Mã và vùng Caledonia chưa bị chiếm đóng.
nhằm ngăn chặn những kẻ tấn công vương quốc. Các binh sĩ La Mã sống ở đây đã để lại không chỉ những kiến trúc bằng gỗ, mà còn nhiều vật dụng hấp dẫn trong cuộc sống hàng ngày, cho phép các nhà khảo cổ ngày nay dựng lại cuộc sống của họ trước đây. Rất nhiều phong cảnh của biên thành đã được bảo tồn trong bùn và đầm lầy, rất ẩm ướt, giúp bảo vệ di tích này trong gần hai thiên nhiên kỷ qua. Nhưng khi hành tinh ấm lên, biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng. Theo chuyên gia này, mặt đất ấm lên nhanh hơn nhiệt độ không khí, thâm nóng đất ẩm trước và khiến khí oxy đi qua được các khe nứt. Khi gặp oxy, đồ da, vải, gỗ sẽ trở nên nhạy cảm, vỡ nứt và hỏng mãi mãi. Chỉ khoảng 1/4 khu vực Vado Landa đã được khai quật và pháo đài này chỉ là một trong 14 pháo đài ở biên thành. Ông Perley cho biết tất cả nơi này đã từng ở dưới lòng đất, dưới cánh đồng của một nông dân cách đây 50 năm. Chỉ gần 1% biên thành đã được khai quật khảo cổ và nhiều phong cảnh đã được bảo vệ trong môi trường đất ẩm này. Nhưng giờ đây di tích này đang thực sự bị đe dọa. Nhiều sự kiện sẽ được tổ chức trong năm nay nhằm đánh dấu 1.900 năm kể từ khi xây dựng biên thành La Mã. Ông Perley cho biết đây sẽ là cơ hội để các nhà khoa học tìm cách bảo vệ biên thành và các vật tạo tác ở đó. Nền kinh tế Afghanistan rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng từ giữa tháng 8 năm 2021 khi Taliban kiểm soát quyền lực. Hàng tỷ đô la Mỹ tài sản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan bị đóng băng, các ngân hàng trong nước hết tiền mặt, nhiều người không được trả lương suốt nhiều tháng liền. Lâm vào cảnh nghèo đói, đã có người phải bán con mình, một số khác liều mạng làm những công việc nguy hiểm để có thể kiếm tiền, và Đào Ngọc Lục Bảo là một trong những công việc như vậy. Thung lũng Pasir phía bắc thủ đô Kabul của Afghanistan được biết đến là mỏ ngọc lục bảo với trữ lượng hàng đầu thế giới, ước tính trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng để đào được ngọc thì nhiều người thậm chí phải mạo hiểm cả tính mạng. Trong cái lạnh thấu xương của vùng núi Afghanistan, những người đàn ông đang lầm lũi tìm ngọc dưới lớp tuyết trắng. Mohammad Isra Muradi đào đất thô ngay bên miệng mỏ ngọc lục bảo. Họ cứ đào rồi lại đãi liên tục cho đến khi tìm được những viên ngọc xanh nhỏ chỉ cỡ hạt ngô. Viên ngọc rất bé mà hàng chục người ai cũng muốn chia phần, bởi chúng đủ để xoa dịu cái đói nghèo hiện nay ở Afghanistan. Một tai nạn nổ gây sập hầm mỏ đã xảy ra, chú và anh họ tôi, một người thì chết, một người thì bị thương nặng, hai người khác cũng bị thương ở lưng và giờ không làm được việc nặng. Công việc này rất vất vả, nặng nhọc và nguy hiểm vì thường xuyên phải tiếp xúc với thuốc nổ. Những công nhân khai mỏ ở đây từng có công việc ổn định, người từng làm cảnh sát, người là cựu sĩ quan quân đội, người lại từng là giáo viên. Nhưng tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng từ giữa tháng 8 năm ngoái đã đẩy nhiều người phải làm công việc nguy hiểm này. Chúng tôi không có nơi ở hẳn hoi, mọi người phải dựng lều. Khi trời mưa hay tuyết rơi thì rất khổ. Việc mang đất cát trong mỏ ra cũng khó khăn. Vào mùa đông chúng tôi không có nước, lửa, nhà ở hay bệnh xá đàng hoàng. Ốm đau, cảm lạnh thì phải đi khám và có thuốc. Nhưng ở đây chẳng có gì. Những công nhân này cho hay cứ mỗi viên ngọc lục bảo mà họ tìm thấy thì sẽ được bán với giá từ 50 xu tới 1,5 đô la Mỹ, mức giá cực kỳ ít ỏi để trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Số tiền kiếm được ít ỏi là thế, lại có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng còn hơn là những người đàn ông này phải chứng kiến vợ con phải chịu cái đói giữa mùa đông lạnh giá. Nhằm giảm bớt khối lượng công việc của các đầu bếp trong quân đội mà vẫn có thể đáp ứng được các yêu cầu ngày càng tăng về cải thiện bữa ăn hàng ngày của binh sĩ. Đầu tuần này, quân đội Hàn Quốc đã cho ra mắt robot anh nuôi tại trại huấn luyện ở Nongsan, cách thủ đô Seoul 213 km về phía nam. Nhà bếp đã trở thành tiền tuyến mới nhất cho chiến lược ứng dụng công nghệ của quân đội Hàn Quốc. Trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này nỗ lực tăng cường hiệu quả và an toàn trong quản lý nhân sự, khi canh cánh nỗi lo thiếu binh sĩ do tỷ lệ sinh trong cả nước luôn ở mức thấp. Kể từ tháng 11 năm 2021, Trung đoàn huấn luyện tuyển quân số 28 của Hàn Quốc ở Nonsan đã đưa vào vận hành một loạt anh nuôi cơ khí. Đó là những chú robot đặc biệt có khả năng chiên, xào, luộc và hấp thực phẩm. Giới chức quân đội Hàn Quốc đánh giá những đầu bếp mới nhập ngũ này đã giải phóng lực lượng anh nuôi bằng xương bằng thịt khỏi công việc lao động chân tay, lặp đi lặp lại hàng ngày, đồng thời giúp họ tránh được các bệnh nghề nghiệp như bị bỏng. Những robot này được thiết lập quy trình nấu ăn tiêu chuẩn, do đó cũng đã nâng cao chất lượng bữa ăn một cách đáng kể. Tôi kỳ vọng rằng việc triển khai thí điểm các robot nấu ăn trong quân đội có thể tạo ra nhiều kết quả khả quan hơn, bao gồm cải thiện chất lượng bữa ăn, giảm bớt gánh nặng công việc cho các đầu bếp quân đội và ngăn ngừa tai nạn lao động.
Đối với quân đội gồm 550.000 quân nhân của Hàn Quốc, việc sử dụng robot không phải là một lựa chọn mà là một vấn đề cấp thiết. Tuy toàn bộ nam giới có thể hình tốt, phải tham gia quân đội bắt buộc trong khoảng 2 năm, nhưng Hàn Quốc vẫn dự báo sẽ thiếu binh sĩ kể từ năm 2037 do tỷ lệ sinh quá thấp. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này cần tối thiểu 200.000 lính nghĩa vụ mới để duy trì lực lượng mỗi năm. Tuy nhiên, số nam giới 20 tuổi ở Hàn Quốc ước tính chỉ đạt 184.000 người vào năm 2037. Quạ thường được cho là loài chim gây hại cho con người. Người dân ở nhiều nơi trên thế giới phải tìm mọi cách để xua đuổi chúng. Nhưng các nhà quản lý tại thành phố Södertälje, Thụy Điển đã tìm cách tận dụng trí thông minh và huấn luyện chúng trở thành những lao động dọn rác chuyên nghiệp. Một công ty ở Södertälje, Thụy Điển đã sử dụng đàn quạ để dọn dẹp những mẩu thuốc lá rơi vãi trên đường phố và các hình thức xả rác khác để giảm chi phí vệ sinh thành phố. Họ huấn luyện những con quạ theo quy trình từng bước một, hướng dẫn chúng nhặt những mẩu thuốc lá còn sót lại trên đường phố Södertälje để thưởng cho những con chim, thì họ đưa vào sử dụng một thiết bị bán hàng tự động, đặc biệt phân phát thức ăn cho chúng. Khi quạ bỏ tàn thuốc vào thiết bị bán hàng tự động, thiết bị sẽ cung cấp thức ăn. Nó là một hệ thống trao đổi hàng hóa. Bằng cách dạy quạ đổi thức ăn từ tàn thuốc, chúng sẽ làm sạch các đường phố. Hàng năm, thành phố chi 2 triệu đô la Mỹ cho việc dọn dẹp đường phố, thu gom rác thải. Ước tính rằng việc sử dụng quạ sẽ giảm ít nhất 75% chi phí của những con chim hoang dã tham gia trên cơ sở tự nguyện và dễ dạy hơn những loài chim khác. Thưa quý vị, sống trên 100 tuổi vốn là một câu chuyện hiếm. Thế nhưng tại một thị trấn ở vùng Sicily của Italia thì lại có đến 15 cụ như vậy. Được biết, chất lượng cuộc sống và không khí trong lành giúp cho các cụ ở đây có thể có một tuổi thọ đáng ngưỡng mộ tới như vậy. Người dân thị trấn Castellammare del Confort cảm thấy tự hào khi nơi đây có đến 15 cụ sống thọ hơn 100 tuổi. Theo nhiều người thì chất lượng cuộc sống chính là điều kiện quan trọng giúp các cụ sống thọ. Trong số 15 cụ sống trên 100 tuổi, có 11 người là cụ bà. Có nhiều yếu tố giúp các cụ sống thọ, trong đó có không khí trong lành, thời tiết mát dịu, chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe và lối sống tích cực. Vào ngày sinh nhật của các cụ, giới chức địa phương thường gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe. Người dân Castellammare del Confort kiếm sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá và canh tác nông nghiệp. Vùng đất có lịch sử lâu đời và cảnh quan xinh đẹp này mang đến cho người dân địa phương cuộc sống dễ chịu. Hàng năm có rất nhiều du khách quốc tế đến đây để được trải nghiệm cùng với thiên nhiên và những cư dân thân thiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Và khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các thành phố lớn trong ngày. Và người mang đến những thông tin này là biên tập viên Vân Trang. Vâng, xin mời chị Vân Trang. Vâng ạ, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Sau chuỗi ngày rét đậm, rét hại kéo dài hơn chục ngày, thì từ hôm nay, cả Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội sẽ bước vào chu kỳ tăng nhiệt mới, trời ấm áp lên. Đơn cử tại thủ đô Hà Nội sáng sớm nay thì trời còn lất phất mưa xuân cũng như là sương mù nhẹ. Nhiệt độ lúc này trong khoảng là từ 15-16 độ. Đến trưa chiều thì trời sẽ giảm mây hửng nắng, nhiệt độ vì thế sẽ tăng lên trên 20 độ, tiết trời có cảm giác là ấm áp hơn hẳn. Thành phố Đà Nẵng là một trong những nơi có nhiệt độ dễ chịu nhất của miền Trung. Buổi sáng thì trời hơi se lạnh với mức nhiệt ở ngưỡng là 23 độ. Ban ngày trời nắng dịu với mức nhiệt trong khoảng là 28-29 độ. Thời tiết tạnh giáo, nhiệt độ mát mẻ, rất thuận lợi cho việc du xuân đầu năm mới của du khách và người dân nơi đây. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi có nắng nhiều nhất trên cả nước. Ngoài nắng sớm, nắng mạnh từ sáng tới chiều muộn thì nơi đây còn chịu thêm tác động của hiệu ứng đô thị. Vì thế mà nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thành phố Hồ Chí Minh cũng lên tới ngưỡng là 35 độ. Nắng nóng xảy ra trong khoảng từ 12 đến 15 giờ chiều. Và đây cũng là thời điểm mà chỉ số bức xạ cực tím ở mức cao lên tới mức là 9 đến 10. Nguy cơ gây hại rất cao khi mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Vì thế mà khi ra ngoài trong thời điểm này thì quý vị nên bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ để bảo vệ sức khỏe của mình. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Thank you.
Những thông tin thời tiết đáng chú ý vừa rồi đã khép lại bản tin Cuộc sống 24 giờ sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.